Vừa bay vừa đẻ. Chào anh gà trống, tiếng gái của anh thật là hay. Chào chú nhận xét rất tinh tường đấy. Tiếng gái của tôi là hay nhất họ nhà gà, không ai có thể cất tiếng vang mà lại giòn giả như tôi cả. Đúng đúng, anh lại rất chăm chỉ nữa chứ, dậy sớm hơn cả mặt trời, ngày nào anh cũng cất tiếng gọi mọi người thức giấc, anh thật là tuyệt. Tất nhiên rồi, ngay cả tôi cũng thấy tôi thật là tuyệt vời, mặt trời ngày nào cũng phải nghe tôi cất tiếng gọi thì mới tỉnh giấc mà nhô lên, thật tầm thường. Không, không phải thế đâu, anh nói ngược rồi, mặt trời luôn mọc rất đúng giờ, là anh cất tiếng để chào đón mặt trời lên mới đúng chứ. Không, là tôi đánh thức hắn để hắn nhô lên đấy. Sự luân phiên liên tục giữa ngày và đêm một cách nhàm chán đó là nhờ có tôi. Không, không phải đâu. Sự luân phiên giữa ngày và đêm đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên chứ. Hứ, chú thật là thiếu hiểu biết. Mà kệ chú, tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Bạn gà trống, nhìn bạn thật là bánh bao. Ngươi muốn ăn thịt ta chứ gì? Vậy thì cố mà trèo lên cái cây này đi đã nhé. Bạn làm gì mà hung dữ quá vậy? Bạn biết rõ là tôi kém cỏi, không thể trèo cây được mà. Vả lại, tôi cũng không ăn thịt ai nữa đâu. Đừng có vờ vịt nữa. Quanh đây còn ai không biết ngươi dẻo mồm dẻo mép, chuyên đánh lừa con mồi để ăn thịt. Bạn hiểu lầm rồi. Tớ chỉ đánh lừa con thú ăn thịt hung dữ để thoát thân thôi. Tớ đã chuyển hẳn sang ăn cỏ từ lâu rồi mà. Vậy cậu đến đây làm gì? Chả là từ lâu rồi, tớ rất là ngưỡng mộ cậu. Tiếng gái của cậu vang đến tận bầu trời, đánh thức cả vạn vật trên thế gian. Đến bầu trời kia cũng phải ảm đạm, thất sắc trước tiếng gái của cậu. Tất nhiên tiếng gái của tớ rất tuyệt vời. Nhưng cậu nhầm rồi, bầu trời nhàm chán kia sao có thể đem so sánh với tiếng gái của tôi được. Bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ? Một khoảng không gian bé tẹo với những đám mây tù mù và xấu xí, những ngôi sao chen chúc nhau đến nghẹt thở. Nhưng mặt trời chiếu sáng cho cả muôn loài. Hơ, tên lười nhác đó hả? Ngày ngày đều ló mặt ra được một lúc, rồi chưa đến tối hắn đã lặn mất tâm rồi. Mà không có tôi cất tiếng đánh thức hả? Thử hỏi hắn có biết giờ giấc mà nhô lên không? Đúng thế thật. Thế mà lâu nay tôi không biết cậu lại thú vị như thế đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ bay qua cái bầu trời này, mổ cho tên mặt trời lười biếng kia một trận cho hắn biết mặt. Ồ, một ý tưởng tuyệt vời làm sao. Với bộ cánh to và khỏe kia, cậu dư sức để bay qua bầu trời bất cứ lúc nào mà. Đúng vậy, tôi sẽ bay lên ngay lập tức. Ôi, mình mỏi quá. À! Con gà dại dột, bữa ăn ngon lành của ta đây rồi. Ta chỉ tân bốc mày thôi, sự tân bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hổm hỉnh như mày. Trời ơi, thế là chỉ vì tính ngạo mạn mà mình đã mắc mua con cáo già này. Ta chỉ là con cáo đỏ, hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Tôi vừa được nghe một giọng ca thật là tuyệt vời. Nếu trước khi vào bụng anh mà được nghe lại một vài lần nữa thì tôi không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Được, tao sẽ hát cho mày nghe lần cuối vậy. Ta là một con cáo đỏ, hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Hay quá, thật là tuyệt. Hãy hát to hơn nữa đi anh cáo. To nữa, to hơn nữa đi. Ta là một con cáo đỏ, hôm nay ta bắt được con gà nhỏ. Con cáo kia, thả ra trống ra ngay. Ôi, chó, nguy to rồi. À, thì ra là mày dám lừa tao hát to lên để gọi chó kia tới hả? Ta chỉ tân bốc mày thôi, sự tân bốc luôn dễ dàng lừa được kẻ ngạo mạn hổm hỉnh như mày. May quá, cậu chưa bị nó ăn thịt mất. Cảm ơn bạn, đây đúng là một bài học lớn cho tôi.
không bao giờ được tin những lời đường mật và tân bốc của kẻ gian. Từ nay tôi sẽ không dám ngạo mạn hõm hỉnh như thế nữa. Đứa con nuôi của cà rốt. Hôm qua vừa mưa xong, chắc chắn khu vườn sẽ có rất nhiều nấm mới đây. Phải đi hái một ít mới được. Ôi, phải thật tinh ý mới nhìn ra chiếc nấm này. Ôi, một quả trứng tí hon. Không biết con của ai nhỉ? Mà sao lại để ở đây? Thật là nguy hiểm quá, nếu có ai lấy mất đi thì sao? Không thể để nó ở đây được. Mình phải mang về nhà, sau này xem có ai đến nhận không. Em làm gì mà lén lén lút lút thế cà rốt? Em có làm gì đâu, em vừa đi hái nấm về. Đi cả buổi sáng mà hái được có một cây thế kia. Em lại ham chơi chứ gì. May quá, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu biết mình mang quả trứng về, thế nào các anh chị cũng mắng mình tội bao đồng cho coi. Nhanh lớn nhé, rồi còn đi tìm đại gia đình nữa. Nó nhỏ quá, mình cũng chẳng biết là con của ai nữa. Bé, 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 bé. Ta không phải là ba của cậu bé đâu. Ta là cà rốt. Chỉ tình cờ gặp cậu bé ở thảm lá mục dưới gốc cây cổ thụ trong vườn. Ba, ba, ba là cà rốt. Con cũng là cà rốt. Thôi thì cứ nhận cậu bé này là con nuôi cũng được. Dù gì mình cũng có công ấp trứng mà. Đợi nó lớn rồi, mình sẽ đưa nó đi tìm lại gia đình. Con đói, con đói. Cà rốt đâu rồi? Mọi hôm em ấy phải ra đầu tiên cơ mà. Phải rồi, dạo này cà rốt làm sao mà cứ ở lì trong phòng suốt thôi. Chúng ta vào gọi em ấy ra chơi cùng đi. Đi nào. Nhìn này, giờ hai cha con ta giống hệt nhau nhé. Em làm cái gì vậy cà rốt? Ai cho em nuôi ốc sên trong nhà? Ốc, ốc sên ư? Trời ơi, kia chẳng phải là một con ốc sên con sao? Từ bao đời nay, ốc sên là kẻ thù của chúng ta. Giờ nó là con ốc sên nhỏ không gây nguy hiểm gì, nhưng mà khi lớn lên, nó sẽ phá nát cả khu vườn này. Không phải, con là cà rốt, chứ không phải là ốc sên. Nói nghe buồn cười chưa? Ngươi không phải là cà rốt, ngươi là ốc sên. Nếu em còn giữ nó lại, chị sẽ đi mách bác bí đỏ. Và chắc chắn em sẽ bị phạt rất nặng đấy. Không phải, đây là con nuôi của em. Dù nó là ốc sên, nhưng nó cũng sẽ không phá hoại khu vườn. Em xin mọi người đừng đuổi nó đi mà. Em thật là ngu ngốc cà rốt à. Nếu khu vườn này bị làm sao thì trách nhiệm của em có gánh được không? Mau để nó đi, không anh sẽ gọi bác gà đến xử lý nó đi đấy. Con là cà rốt phải không ba? Ừ, đừng sợ. Dù con là ai đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Ta sẽ bảo vệ cho con. Mình sẽ hỏi mọi người xem mình là cà rốt hay là ốc sên. Đêm mai, hãy tập hợp tất cả các anh em. Chúng ta sẽ tạo nhiều đường đi và phá nát cả khu vườn. Chắc chắn chúng sẽ không kịp trở tay. Cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào nghe thủ lĩnh tiết lộ kế hoạch đi chứ. Trời ơi, mình giống y hệt bọn họ. Nghĩa là mình là ốc sên. Nhưng mình không thể để họ hàng phá nát khu vườn nơi mình đã sinh ra ở đó được. Ba, nguy rồi, mau dậy đi. Có chuyện gì vậy? Ba mau tìm bắt gà đi. Họ hàng nhà ốc sên đang có kế hoạch tấn công khu vườn. Con nói cái gì? Liệu nó có nói thật không? Không thể tin được một con ốc sên. Cháu nói thật. Nếu không, cháu sao dám gặp bác gà để nập mạng cơ chứ?
Xin bác đừng làm hại tính mạng của họ. Cháu sẽ bảo họ đi thật xa, tránh xa khỏi khu vườn. Thôi được, ta sẽ báo tin này cho cả đàn gà trong nông trại hợp sức giúp đỡ vào tối nay. Nhưng nếu người nói dối thì coi chừng đấy. Dừng lại ngay lũ phá hoại này. Cứu, cứu với. Rút khỏi này mau, nhanh lên. May quá, khu vườn được cứu rồi. Cảm ơn các anh gà. Con là ốc sên, chứ không phải là cà rốt ba ạ. Dù con là ai, con cũng chỉ biết rằng ta rất yêu quý con. Ba ơi, nhưng con phải đi. Khu vườn rất đẹp, nhưng nơi này không thuộc về con. Con sẽ làm hại mọi người. Con sẽ đi cùng họ hàng của mình và sẽ không để ai quay lại nơi này. Cảm ơn ba đã nuôi dạy con và bảo vệ con đến ngày hôm nay. Tạm biệt con, chú ốc sên bé nhỏ. Chàng ca sĩ nghiệp dư. Tiếng hát hay quá. Các anh chị mua kẹo cao su ăn cho thơm miệng nào. Để cho tôi một phong kẹo nào. Hay quá, hay quá. Chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Anh ơi, chụp cùng em một tấm hình. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Hôm nay có sao tới. Không hát tiếp được đâu. Các cậu đi chỗ khác đi. Nhanh lên nào, không ca sĩ Đức Minh đi vào trong mất. Cậu có sao không? Tớ không sao đâu. Bộ loa hỏng mất rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thôi về nghỉ sớm đi, mai tính tiếp. Cướp, cướp. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử bất công với con như thế? Cơ làm sao mà cậu lại than trách trời như vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy? Ta là Bụt. Ông Bụt ư? Chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Ta có ở khắp nơi, khi nơi đó có ai cần đến ta. Vậy là cụ có thể cho con những điều ước phải không? Đúng, giờ cậu muốn gì? Con cũng đi hát như người ta, nhưng sao con bị xua đuổi đánh đập? Còn người ta thì được bao nhiêu người chào đón ngưỡng mộ. Con không muốn làm một ca sĩ vô danh nữa. Con muốn được một lần làm ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu lớn. Được. Xem này, trang nhất của các báo hôm nay toàn đăng ảnh của anh cùng album mới ra thôi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp báo, rồi đi gặp các nhà sản xuất. Buổi tối thì biểu diễn ở sân khấu An Hòa. Anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân. Một tháng sau. Quân ơi, xong chưa? Đi nhanh nào. Tôi ra ngay đây. Ước gì được ngủ một giấc đến chiều tối thì tốt. Một tháng nay toàn là chạy show thật mệt mỏi. Đây là lịch trình làm việc của tuần này, anh xem đi. Quân, anh có nghe tôi nói không? Ừ, tôi biết rồi. Trời, không được nghỉ một ngày nào ư? Anh xem có thể bớt một vài chỗ không quan trọng không? Chứ cả tháng nay chạy show rồi, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Không được, tôi đã nhận lời họ rồi. Với lại đây là thời kỳ huy hoàng, anh phải tận dụng mà quảng cáo tên tuổi chứ. Tôi sẽ sắp xếp cho anh nghỉ sau. Anh về nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ đón anh sớm. Quân, có phải Quân không? Trời ơi, Tú phải không? Lâu quá không gặp anh, nhìn anh khác quá. Còn tôi thì... Có gì đâu, vào nhà tôi nhé. Chúng ta uống vài chén. Tôi sợ không tiện. Hay ra ngoài quán nhé. Ừ. Vào đi. Giờ này anh vẫn còn ngủ được cơ à? Anh xem đi. Cái gì đây? À, cái này
bạn bè cũ lâu không gặp nhau nên có hơi quá chén tí ấy mà. Quá chén? Chỉ cần một lần quá chén của anh là chúng ta gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Anh có biết các nhà báo bao vây kín bên ngoài, phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để lên đây không hả? Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh là gì mà có quyền nói tôi như vậy chứ? Tôi là quản lý của anh, tôi có quyền quản lý tất cả các thứ thuộc về anh. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh. Còn giờ anh hãy thay quần áo đi, chúng ta có một cuộc họp báo, anh nhớ thể hiện cho tốt vào. Vậy là từ giây phút này anh không còn là quản lý của tôi nữa. Anh định đi đâu? Còn buổi họp báo thì sao đây? Trời ơi, sao ông trời cứ thích trêu đùa ta vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống mà con từng mơ ước ư? Đúng vậy, nhưng làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, chẳng có tự do, chẳng được là chính mình. Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều người ta không vừa ý. Có người thiếu tiền bạc nhưng thừa sự tự do, có người thèm khát một cuộc sống tự tại trong khi thừa thải vật chất. Vậy nên mỗi người muốn sống vui vẻ nên cố gắng đạt được những điều tốt nhất trên cuộc đời của chính mình. Vâng, con hiểu rồi thưa cụ. Xin cho con trở lại cuộc đời của chính con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.